Hello, buổi sáng của chú. Nè, lấy quay qua. Đây để mẹ giúp cho. Con chú. Sao sáng nói không nổi vậy? Hôm nay Alex tự đi học, có nghe cô chú giỏi lắm. Kêu mẹ là phải quay cho Alex nè. Alex có xe đạp mới rồi á. Alex ham đi một mình. Đây để mẹ giúp cái đó cho. Rồi. Nè, đi học mà quên ba lô á ông. Mê chiếc xe đạp quá à. Tự mang lên được không con? Khó khăn lắm. Nó đây nè, Alex được cái chiếc xe đạp mới nè cô chú. Xong rồi bây giờ là mê lắm, muốn đi một mình, muốn đi học một mình năn nỉ á. Rồi hết đây con, chạy từ từ. Năn nỉ Huyền á, cho đi học một mình đi. Rồi kêu Huyền á là mẹ ra mẹ quay. Mẹ ra mẹ quay cho cô chú coi. Mà xe nó nhẹ lắm. Nhẹ hả? Ủa chạy tới Lucas hả? Ờ, nó lại nó rủ bạn nó đi chung rồi. Hello cả nhà. Tụi Huyền ra tới tiệm rồi. Mới ra tới tiệm 2-3 cú điện thoại luôn các bạn. Khách nó hỏi tụi Huyền sao cứ nghỉ hoài vậy. 8 cái chả giò anh. Người ta đâu có biết là tụi Huyền con đi cáp tay cho con đồ gì hoài đó các bạn. Tụi Huyền nó bận công việc nhà vậy đó. Thì hôm qua tụi Huyền mới đi Úc luôn cũng đóng cửa nguyên ngày chứ. Năm nay là tụi Huyền cứ hình như là nghỉ nhiều hơn làm. Sắp hết chả giò luôn phải không? Sáng này quên đi mua. Ngày mai cuối tuần nữa. Ngày mai cuối tuần rồi. Các cái nói sao lúc này tụi bay đóng rồi nghỉ hoài, người ta hỏi, người ta gọi, người ta hỏi tụi Huyền hôm nay có mở không á. Hôm nay Huyền đợi Alex đi học về xong rồi mới ra, cũng hơi sát đích. Sát đích giờ luôn. Khách gọi sớm giờ tụi Huyền vậy làm cấp tốc nhanh. Sẵn quay cho cả nhà xem luôn nha. À, anh lấy cái nồi gà ra rửa đi, thịt gà chút em sắc hấp gà luôn rồi. Đóng hư cái lửa em nhanh lên. Đó, ừ. Đi yên. Coi nè, ngu không? Bỏ cái. Xích ra cho con. Rồi, xích rồi. Đừng không, miếng nha. Đừng không á, lấy cái hộp đó đặt đừng đựng nước bỏ vào tủ đá cô chú rồi để cái coi vậy nè. Dính cái lưỡi nha, cái đó mà sợ cái giật ra là tét lưỡi không? Thì anh có một bạn nó làm rồi nó bị tét cái lưỡi đó. Ồ. Tét cái lưỡi không cái đi may lại mà để từ từ dính cũng hay cũng hơn. Các bạn biết sao bên đây mùa đông á, cái có nhiều người ta khỉ các bạn, cái người ta lấy cái lưỡi người ta để vô cột đèn đồ á. Là nó dính luôn. Dính vô cứ ngắt luôn đó. Ồ. Còn ông này nè lấy cái hộp thuốc xong rồi đựng nước xong để cái lưỡi vô. Đau không? Hả? Ồ nó rát cũng ảnh nói xíu. Không có chơi ngu vậy nữa nghe, không có ba ba là không ai giúp đâu. Trời ơi. Bụng ra. Chảy máu hả đâu? Ờ nè, chảy máu nè cô chú. Đó. Chưa. Ê trụ chảy máu bên đây luôn nè. Hai chỗ luôn. Hôm bữa thì nói về Alex chảy máu cam á, người nghe các chị các cô đều cũng vô chỉ Huyền cách này cách kia á. Với Huyền nghe các chị cũng nói là yên tâm đi, lớn nó hết. Con của các chị cũng chị chờ nghe mừng dễ sợ các bạn. Huyền không biết cái lý do gì luôn mà nó bị chảy nhiều vậy. Các bạn biết không, nhiều khi nó át xù thôi. Át xù một cái là máu sặc ra liền. Ghê vậy đó. Trời, nuôi có thằng con mà sao em thấy nó quải dữ không biết nữa. Đủ thứ chuyện á. Các bạn biết không, hồi lúc Alex còn nhỏ, lúc Alex 5 tháng là Huyền đi làm lại rồi. Rồi Huyền cũng mướn người ta giữ, nhưng mà người ta giữ là cũng vòng vòng ở đây nè.
cứ chút xíu là cứ đẩy tới đẩy lui cho mình thấy gì đó. Rồi mình nuôi đến anh đấy học mẫu giáo là không bệnh hoạn gì hết các bạn, không hề bệnh, không có mà sổ mũi nóng hầm hầm sốt hay ho gì đó, không có gì luôn á. Rồi lúc đó ông trời ông thương hay sao á, Huyền mới làm được các bạn, chứ có con nhỏ mà một mình ơn Huyền đứng một cái tiệm gì là giống như mấy anh chị của anh Hùng á nói cho là Huyền quá siêu luôn, Huyền quá hay luôn, có con nhỏ mà tại sao Huyền làm được vậy á. Cũng một phần là Alex nó dễ, Alex nó không có bệnh hoạn gì giặt đó các bạn. Mà đến khi Alex học lớp 1 rồi á là bắt đầu Alex chảy máu cam nè, rồi té cái tay á, mà cái tay á là nó kéo dài đến bây giờ luôn á. Đó là chỉ có hồi năm vừa rồi với năm nay là Alex Huyền nó mới bị như vậy nhiều. Ok. Đó, chứ từ từ cái trước lớp 1 mà trở lên á là Alex Huyền không có bệnh lặt vặt, không có bệnh cảm, sổ mũi. Sáng rồi sao đã một bánh. Làm đồ mẹ. Nguy hiểm á. Cái tay con gì á, con thầy ẩu. Làm xong rồi các bạn, chả giò nè. Chả giò mình bán cũng được lắm ha. Đây Huyền cho cả nhà xem nè, măng tây của Huyền hổng rài hái á, Huyền ái cũng 3 lần hả ta. Được nhiêu đó thì chút Huyền xào ha. Còn non ngon lắm các bạn. Bẻ cục cục nè, thấy không? Chút Huyền xào tỏi ăn thử coi nó như thế nào. Mời cả nhà ăn cơm nha, măng tây của Huyền nè cả nhà. Với lại cá kho. Măng tây ăn giòn rụm luôn anh ăn thử coi. Giòn ha. Măng tây với lại cá lóc kho tiêu các bạn. Chanh phủ à. Sao không lên tui vậy? À, ăn con gạo lứt. Rồi. Ngọt ngay luôn cả nhà. Mềm.
Sữa cứng mà ngồi ăn cho ngon. Canh cá lóc đúng không? Cái gì cá lóc? Cá lóc. Rồi ăn nó mềm tới cái gốc luôn các bạn. Các chị hỏi người nói chồng mang tay thì sao á, chia sẻ với chị á, thì hồi đó mình mua người ta ươm sẵn về mình trồng, mà 2 năm đầu nó lên nó thì không có ăn các bạn, mình để cho nó lớn luôn à, giống như mình dưỡng cái gốc cho nó lớn vậy đó. Năm nay năm thứ 3 nè, trời ơi, mình hái rồi các bạn thấy một bó gì luôn. Dạ, mà người ăn có cảm giác ngon hơn ngoài tiệm á, hay là do mình trồng cũng không biết nữa. Ngon. Dạ, có thể là mình mới hái mình ăn liền đó các bạn. Tươi nha. Ừ, tươi. Mềm ha anh ha. Cái này thì không có thịt bò sẵn, cái này xào với thịt bò cũng ngon á, mà hôm nay mình xào sơ gì không ăn ngon. Ăn thử không không? Những này xào tỏi ngon lắm ha. Nãy chín tỏi cũng hết tỏi. Ngon. À, ba ba dẫn đi chơi, còn mấy thôi giống như bông cải vậy đó. Ừ. Đúng. Mà là phải nâng. Đây. Đi khỏi. Trời quá. Ngọt dễ sợ luôn các bạn. Nhớ thêm nữa cái phần cái rau của mình trồng á các bạn ăn các bạn cảm giác nó ngon hơn, nó lạ. Ông Đông Huy có vợ Thái mới vô mua sushi. Mẹ ơi, tụi mình hỏi thăm coi ổng có câu được cá nục chưa. Ổng nói vẫn chưa câu được các bạn. Năm nay cá nục vô trễ. À. Cái gì con? Sắp về rồi. Nửa tiếng nữa về rồi. À, năm nay gần tháng 6 rồi mà chưa có cá nục nữa các bạn. Nói ở đây cũng có cái gió lạnh đó con, hồi bệnh đó Alex này. Hôm nay mình cho cả nhà xem đóng cửa mà mình còn mấy tấm giấy, mình còn nhiêu cơm nè cả nhà. Anh Hùng anh Hồ không biết là hết cơm. Ổng nhận điện thoại cả nhà ơi, chết tôi. Bây giờ nấu đâu có kịp. Cho nên là bây giờ Huyền sẽ làm con đo đong đếm nha cả nhà. Nhưng mà Huyền nhìn, Huyền ngắm là chắc nó cũng đủ các bạn. Cũng vừa hết luôn á. Hôm nay có thể là Huyền bán còn hộp cơm nào luôn á. Không có nhiều cơm đó mà bao nhiêu đồ ăn vậy? Chắc tôi chết. Hồi sáng tụi Huyền vừa ra mở cửa là bắt đầu nghe khách nó gọi quá. 3-4 cuộc luôn, hỏi gì cho tụi Huyền hôm nay có mở không, tại sao nghỉ hoài. Rồi cái người ta nói để ngồi ta gọi lại, chiều gọi lại á. Xong chưa, đã nấu lên cùng em đi. Cái này thì để mà để nha. Để cho mình một nửa, một nửa tính là nửa, nửa cái chiên lên giữa không vậy đó. Tại mai nhỏ này này
Thôi, canh hay lắm các bạn. Vừa đủ luôn á, không thiếu đâu. Bây giờ còn nắng hai cục này sao cho nó bằng nha. Còn hai cây nữa vừa đủ luôn. Mấy lần đi về. Sắp về rồi con. Hôm nay về trễ nửa tiếng nè. Không biết về trời quá. Cá cuối này người ta đặt chả giò hết nên ngày mai mình phải ra số mình làm chả giò với lạng cá. 10 cây. Hả? Mà đẻ được 10 cây á, đó. Nó còn 6 cây cuối bán luôn rồi. Hồi sáng này á. À anh không nói còn mà cái gì còn chả giò chay á. Quên nữa. Tại mấy hôm nay của Huyền lo cái vụ mà đi cho Alex này kia rồi xong cái quên hết luôn, không có coi để ý tủ quên đá gì hết. Quên cái gì này hả? Quên cái gì này? Quên làm chả giò nè con. Ăn à, vừa đủ nè. Nó mà quên gì Alex? Để chả giò nữa chứ. Còn hai hộp. Nó quên Alex. Sao không? Trời ơi, sợ nó thiếu rồi, nhót ruột gì trời. Mà lo cái vụ con á, vụ đi bác sĩ rồi á. Ờ hả, còn nó ồ ăn trễ quá, trở tay không có kịp. Sớm thì mình còn nấu cơm rồi, thấy trễ quá đâu có nấu cơm đâu. Mình thấy ba cha con ông này vô định ăn ở đây, thấy mình đóng cửa sớm á, thấy người ta mang về. Đằng nghĩ chắc còn dư chút xíu cơm, còn hai cú điện thoại nữa. Xong cái mình làm cho nó dính. Với lại lúc trước á, tiệm Huyền có cái vụ mà nấu quên nến nồi cơm á các bạn. Hi hi. Do you scan hand test? Yeah. No, man. Ja, det er hvor mange pinner trenger du? Det er 2 stykker. Ja. Hei. Coi bà la xiết rồi nghe cô chú. Đó, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 9 vòng, có 10 vòng mới ngưng. 7 vòng, 8, 9, 10 á. Đó, 10 vòng. Tại sao hỏi cô chú tại sao nó phải làm với hàng ngày vậy? Giờ nó thấy mình là nó... tự nằm ở trong cái ghế ở trong á các bạn mà thấy tụi Huyền về là vậy à. Đó, hôm nay hơn 10 luôn rồi. Một khôn lắm nghe, thấy xe vô là bắt đầu đứng dậy bỏ đi chỗ khác đó. Nãy mình chạy vô khôn không dễ sợ khôn rồi trời.